Ba biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thời gian vừa qua, Trung Quốc liên tục đón nhận những thảm họa thiên tai, những sự kiện kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử. Hôm qua, Trung Quốc lại đón nhận một tin cực xấu khi các nhà tiên tri nói rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục dính những trận đòn đau thương do mẹ thiên nhiên và đấng tối cao ra tay trừng trị. Trời cao có mắt bởi vì chính quyền của ông Tập Cận Bình đã làm ra những chuyện không thể chấp nhận nổi. Thứ nhất là thảm họa COVID-19 được cho là từ thử nghiệm của chính phủ Trung Quốc mà ra. Thứ hai, dưới lệnh của ông Tập Cận Bình, quân đội của Bắc Kinh vẫn ngang nhiên đi xâm chiếm Biển Đông, gây hấn với các nước nhằm mở rộng bờ cõi. Đây được cho là hành động vô cùng ngông cuồng và đáng bị trừng phạt. Nhiều người cho rằng chính quyền của Trung Quốc luôn làm ra những chuyện như vậy nên thiên tai mới liên tục ập vào Trung Quốc. Kính thưa quý vị, tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, hôm qua thành phố Vũ Hán, một trong những thành phố sầm uất và sôi động bậc nhất của Trung Quốc, lại gánh chịu thêm một trận động đất và lũ quét kinh hoàng. Nơi đây đã từng xảy ra dịch bệnh COVID-19 đầu tiên trên thế giới vào tháng 12 năm 2019. Còn nhớ vào cuối năm ngoái, khi mà dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở thành phố Vũ Hán, nhà nước Trung Quốc đã bưng bít thông tin này cho quốc tế và chỉ 2 tháng sau, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc không khác gì một thành phố ma. Sau 5 tháng thì thành phố này đã khống chế được dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, 3 tháng trở lại đây, mưa to gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập liên tục xảy ra ở thành phố này, khiến cho thành phố này tiếp tục chìm trong những ngày vô cùng thê lương. Hôm qua, tờ báo Bưu điện Hoa Nam lại cho biết một trận động đất mạnh với cường độ 7,1 độ Richter, tâm chấn cách thành phố Vũ Hán khoảng 15 km và ở độ sâu 5 km dưới lòng đất. Cơn địa chấn đã vùi lấp toàn bộ một căn cứ quân sự, một sân bay quân sự của quân đội Bắc Kinh đặt địa điểm tại đây. Hiện tại, Trung tâm Cứu hộ Cứu nạn Khẩn cấp Nhà nước Trung Quốc đang gấp rút bới tìm đống đổ nát để cứu vớt những người bị mắc kẹt và khắc phục hậu quả do trận động đất xảy ra. Tờ báo của Trung Quốc cho biết trận động đất trên đã tàn phá hơn 1.500 ha cây trái hoa màu của người dân, khiến cho một con đê bao quanh con sông Dương Tử bị vỡ và bị ngập lụt. Tất cả những ngôi nhà cao tầng đã bị chìm trong biển nước lũ, thiệt hại là vô cùng nặng nề. Suốt hơn 3 tháng vừa qua, mưa lũ càn quét Trung Quốc đến nay vẫn chưa chấm dứt, thì Trung Quốc lại tiếp tục nhận thêm một tin động trời vì những trận động đất lũ quét sạt lở liên tục xảy ra, khiến cho hàng triệu người dân của Trung Quốc hoang mang. Cảnh tượng như ngày tận thế, người ta cho đây chính là điềm báo rất xấu đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, bởi năm nay là một năm sao xấu của người đứng đầu ông Tập Cận Bình, các nhà tiên tri hay cậu bé Sao Hỏa. Người mà đến từ nước Nga đã nói rằng cậu bé đang sống là sao hỏa, đã nhìn rõ những vận mệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cậu bé nói rằng năm nay là một năm lụi tàn của chế độ ông Tập Cận Bình. Kính thưa quý vị, cũng liên quan đến tình hình đó, tờ báo Bưu điện Hoa Nam cho biết ở tỉnh Vũ Hán còn xuất hiện một hồ nước. Hồ nước này ban đêm phát ra những tiếng kêu tha thiết, người ta không thể hiểu tiếng kêu này là tiếng kêu gì, nhưng rất nhiều người sợ hãi và nói rằng đó là oan hồn và đây là một điều rùng rợn. Vào ban đêm thường ra những ánh sáng màu xanh, đỏ, tím, vàng như 7 sắc cầu vồng. Tờ báo còn cho biết những đoạn video và những hình ảnh nói rằng hồ nước trên là có ma. Tuy nhiên, rất nhiều người cho biết rằng thành phố Vũ Hán không có ma mới là lạ bởi vì dịch bệnh COVID-19 xảy ra tại thành phố này đã cướp đi hơn 3.000 sinh mạng. Các lò thiêu ở đây hoạt động hết công suất, làm cho môi trường ở thành phố Vũ Hán trở nên hết sức tồi tệ. Ngày trước, thành phố Vũ Hán chưa có dịch COVID-19, được cho là một thành phố sôi động, nhộn nhịp cả về kinh tế, chính trị, xã hội. Trung Quốc rất tự hào khi có thành phố Vũ Hán, chứ có sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp, nhưng ngày nay nó đang trở thành thành phố ma. Chúng tôi đã có một lần tới thăm con đập Tam Hiệp ở thành phố Vũ Hán. Chúng tôi biết rằng đây là một thành phố hết sức hiện đại, nhưng thật tiếc cho phía Trung Quốc khi thành phố này liên tục trong 5 tháng đầu năm 2022, dính liên tiếp dịch bệnh COVID-19, vỡ đê, vỡ đập, động đất, sóng thần, lũ quét, vòi rồng và sạt lở. Chính quyền ông Tập Cận Bình đang rất run sợ và ăn không ngon, ngủ không yên, nhưng họ không biết phải làm sao. Cách tốt nhất cho phía Trung Quốc không gặp những tai ương vạ gió
không gặp những điểm báo xấu thì chính quyền của ông Tập Cận Bình nên đối xử tốt với cả các nước láng giềng, nhất là đối xử tốt với Việt Nam. Nhà tiên tri Vanga, một trong những nhà tiên tri nổi tiếng trên thế giới cho biết nếu như phía Trung Quốc còn đem quân đi gây hấn ở ngoài Biển Đông, còn đi kẻ vẽ đường lưỡi bò hay còn gọi là con đường chín đoạn xung quanh quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa để chiếm 80% diện tích trên Biển Đông thì trời và đất sẽ không bao giờ dung tha cho phía Trung Quốc. Kính thưa quý vị, mới đây thì lũ lụt Hà Nam đã biến Thiếu Lâm Tự trở thành phiên bản đời thực của nước ngập Kim Sơn Tự. Tỉnh Hà Nam thuộc miền Trung Trung Quốc đã hứng chịu trận mưa lớn, hơn một chục thành phố bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, Thiếu Lâm Tự nổi tiếng cũng bị nhấn chìm, xe ô tô ở khu thắng cảnh bị cuốn trôi, trang Vision Time cho hay. Theo báo cáo của các kênh truyền thông Trung Quốc, lượng mưa lớn liên tục diễn ra ở nhiều khu vực tại tỉnh Hà Nam. Năm trạm khí tượng cấp quốc gia là Tùng Sơn, Cổ Nghĩa, Tân Mật, Yển Sư và Đăng Phong đã phá vỡ kỷ lục lượng mưa trong 3 ngày liên tiếp. Khu danh thắng Thiếu Lâm Tự đã ra thông báo khẩn tạm thời đóng cửa chùa. Dòng sông trước cửa chùa Thiếu Lâm Tự cuộn sóng dâng cao đến tận cổng núi, trong chùa đã bị mất điện. Gần đây, cư dân mạng đã phát tán một đoạn video tiết lộ rằng chùa Thiếu Lâm ở Trung Sơn, tỉnh Hà Nam đã bị một trận lũ hiếm gặp tấn công. Do lượng mưa lớn, các con sông gần đó bị ngập và đê vỡ ra, toàn bộ chùa Thiếu Lâm Tự bị ngập sâu từ 1 đến 2 mét. Sau trận lụt, chùa Thiếu Lâm Tự như một đống đổ nát, tường sập, cổng bị hư hại, toàn bộ chùa và sân vẫn chìm sâu trong bùn vàng. Cư dân mạng đã thực hiện một video hé lộ cảnh tượng thê thảm của chùa Thiếu Lâm sau khi bị nước lũ tấn công. Toàn bộ chùa Thiếu Lâm chìm sâu trong lớp bùn vàng. Một số ngôi chùa bị nhấn chìm đến nỗi chỉ còn lại phần mái, cổng chùa gần như bị lũ nhấn chìm hoàn toàn, thậm chí có những tòa nhà sập hoàn toàn, cổng lớn trong sân bị hỏng, mặt đất sụt lún nghiêng ngả như sắp đổ. Sau khi chùa Thiếu Lâm bị xói mòn, cảnh tượng khủng khiếp đến khó tin, một người bất giác đặt câu hỏi về số tiền nhang khói hàng trăm triệu nhân dân tệ của Thiếu Lâm Tự mỗi năm đã đi về đâu. Các kênh truyền thông Trung Quốc từng tiết lộ trụ trì Thích Vĩnh Tín của chùa Thiếu Lâm Tự đã thương mại hóa ngôi chùa ngang nhiên kiếm bộ tiền. Theo thống kê, khoảng năm 2018, lượng khách đến chùa Thiếu Lâm đạt gần 2 triệu lượt, tính giá vé 80 tệ khoảng 280.000 đồng một người. Thì chỉ trong một năm, riêng chùa Thiếu Lâm Tự đã thu được 150 tệ, khoảng 527 tỷ Việt Nam đồng. Trước những nghi vấn trên, trụ trì Thích Vĩnh Tín từng giải thích với công chúng phần lớn số tiền quyên góp đều được dùng để sửa chữa và bảo trì những công trình bị phá hủy của ngôi chùa. Nhưng liệu số tiền quyên góp đó có thực sự được sử dụng để sửa chữa ngôi chùa hay không? Ngay từ vài năm trước, một số cư dân mạng đã rộ lên thông tin rằng trụ trì Thích Vĩnh Tín có một chuỗi tràng hạt bằng gỗ trình nam nạm vàng trong số đồ đạc cá nhân của mình. Gỗ của cây trình nam vốn rất đắt đỏ, vào thời điểm đó trị giá của chuỗi tràng hạt không dưới hàng chục triệu tệ và được ca ngợi là một trong những chuỗi tràng hạt đắt đỏ nhất thế giới. Năm 2013, trụ trì Thích Vĩnh Tín cũng tiết lộ sở hữu một chiếc xe hơi Audi Q7 hạng sang. Năm 2015, một bức thư tố cáo trụ trì Thích Vĩnh Tín của chùa Thiếu Lâm đã xuất hiện trên Internet. Bài đăng đã trích dẫn một lượng lớn bằng chứng tố cáo có vấn đề đời tư của trụ trì Thích Vĩnh Tín như có vợ, nhiều tình nhân và con gái. Bài đăng cũng cáo buộc rằng trụ trì Thích Vĩnh Tín có hai thẻ căn cước, một thẻ sử dụng Thích Vĩnh Tín và thẻ còn lại sử dụng tên gốc của ông là Lưu Ứng Thành. Sau khi vụ bê bối trên của trụ trì Thích Vĩnh Tín bị phanh phui, truyền thông đại lục lại một lần nữa tiết lộ nội tình câu chuyện thương mại hóa ngôi chùa để kiếm tiền trục lợi. Theo báo cáo, trụ trì Thích Vĩnh Tín nắm giữ 80% cổ phần của công ty tài sản quan trọng nhất của Thiếu Lâm Tự và còn sở hữu cổ phần của 7 công ty con khác. Ông Triệu Phác Sơ, cựu chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Cộng sản Trung Quốc, được thăng chức chủ trì của chùa Thiếu Lâm vào năm 1999. Ông đã giữ chức vụ trụ trì của ngôi chùa này trong 22 năm. Theo chỉ lệnh của Triệu Phác Sơ, ông Thích Vĩnh Tín thành lập Học viện Tư pháp và Tranh Thiếu Lâm và Công ty Điện ảnh và Truyền hình Thiếu Lâm Tự với danh nghĩa thúc đẩy nghiên cứu văn hóa chùa Thiếu Lâm. Ông đã được Đảng Cộng sản Trung Quốc trao tặng danh hiệu chính thức là Phó Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc kiêm Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Hà Nam. Ông Thích Vĩnh Tín từng là Phó đại biểu của Đại hội Đại biểu Nhân dân của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhiều nhiệm kỳ liên tiếp. We'll be right back.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.